Chào mừng anh chị em đã quay trở lại. Và thị trường một lần nữa lại tuột sốc giảm sâu bởi vì SEC. Không biết đây đã phải là lần cuối SEC ra tay với thị trường này hay là chưa. Tuần vừa qua thì sự kiện gây sốc nhất với làng crypto đó là việc SEC cùng lúc phang hai sàn giao dịch lớn nhất thế giới là Binance và Coinbase. Vẫn cái chiêu bài cũ là SEC cáo buộc Binance và Coinbase đã cung cấp các dịch vụ chứng khoán và cho niêm yết các token là chứng khoán chưa đăng ký. Binance là sàn không có quốc tịch Mỹ nên bị phang nặng hơn. Ngoài ra thì SEC còn kiện Binance và CZ thêm một số tội như là kiểm soát, điều hành và chi phối mọi hoạt động của Binance US chứ không để sàn này hoạt động độc lập như Binance tuyên bố. Và tuân theo yêu cầu của luật pháp Mỹ là nếu công ty con hoạt động tại Mỹ thì luật pháp Mỹ có quyền kiểm soát cả công ty mẹ. SEC cũng cáo buộc Binance.com vẫn cho phép các thương nhân giàu có Hoa Kỳ lách KYC để giao dịch trên sàn của họ. Rồi cáo buộc CZ và Binance huy động vốn của người Mỹ, tùy tiện sử dụng tiền của người dùng và chuyển ra ngoài hàng chục tỷ đô la thông qua các công ty liên kết. Cũng chính vì lý do này mà SEC đã đệ đơn lên tòa đòi đóng băng tài sản của Binance US để bảo vệ tiền của khách hàng. Nhưng mà khoan, nói đến đây thì anh em nào có tiền trên Binance US thì lo mà rút về đây nhé. Nếu nói dại, loan quán Mỹ nó phong tỏa cho một cái thì lại phải đợi đến mùa quýt mới rút tiền của mình về được. CZ đã bị tòa án quận của Hoa Kỳ tại Washington DC gửi lệnh triệu tập. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần thủ tục của tòa án khi bị xét kiện, chứ không phải là hành động bắt bớ gì khác. Lệnh của tòa án yêu cầu CZ trả lời khẩn cấp một số câu hỏi chứ không phải là trác hầu tòa đòi hỏi CZ phải có mặt. Và những buộc tội trên của SEC chỉ là những cáo buộc dân sự. Chỉ duy nhất có một cuộc nội dung là SEC cáo buộc Binance US và Binance.com là một. Hay nói theo cách của SEC, tức là Binance đã coi thường trắng trợn luật chứng khoán liên bang. Đây là nội dung tố cáo nghiêm trọng nhất có thể quy thành tội hình sự nếu như Bộ Tư pháp Mỹ vào cuộc điều tra. Và cựu CEO Binance.us là Brian Brook cũng đã quay xe khi tố với tòa án rằng thời kỳ anh ta giữ vị trí này thì chính CZ mới là người điều hành Binance US chứ không phải là anh ta. Trong khi đó thì một số thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ Tư pháp vào cuộc để mà điều tra xem Binance US là Binance có phải một thực thể hay là không. Và xem liệu Binance có phải đang lừa dối quan chức và khách hàng Mỹ khi đưa ra những tuyên bố sai lệch về mối quan hệ giữa công ty mẹ Binance.com với các công ty con hay không. Và nếu như Bộ Tư pháp Mỹ mà vào đụng vào thì câu chuyện là đi quá xa và vụ án có khi trở thành hình sự. CZ có mặt cạo tóc thì cũng chưa chắc thoát tội. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về quả đầu trọc của CZ. Tại sao anh lại cạo trọc đầu? Để không ai nắm được đầu tôi. Sau đúng một ngày kiện Binance thì SEC trong cơn lên đồng đã kiện tiếp Coinbase tại tòa án liên bang New York. Ngoài cáo buộc niêm yết một loạt các token là chứng khoán thì SEC còn cáo buộc Coinbase là vận hành sàn crypto của mình như một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký. Quy cho dịch vụ staking của Coinbase là hợp đồng đầu tư, tuy nhiên không có cáo buộc nào nhằm vào các giám đốc điều hành giống như đã làm với Binance. Ngay sau khi bị kiện, thì lượng tiền rút dòng khỏi Binance và Coinbase đã tăng mạnh. Trong vòng 1 giờ sau khi thông báo của SEC thì tài sản dự trữ của Binance đã bị rút ròng khoảng 1,4 tỷ đô la, chiếm 2,6% tổng tài sản dự trữ của Binance. Trong khi đó thì lượng rút ròng khỏi Coinbase chỉ có 57,7 triệu đô la. Các chuyên gia dự đoán rằng, ước tính rằng ít nhất 37% doanh thu ròng của Coinbase sẽ gặp rủi ro khi mà SEC nhắm mục tiêu vào các hoạt động staking. Giá cổ phiếu của Coinbase cũng đã sụt giảm 12% ngày sau đó. Nhân cơ hội này thì một số tay to như là ARK Invest của Cathie Wood đã mua thêm 419.324 cổ phiếu của Coinbase và trở thành cổ đông lớn thứ hai của Coinbase, nâng tổng số cổ phiếu mà công ty này nắm giữ lên 11,44 triệu cổ phiếu. Điều này khiến cho người ta lo ngại rằng nhiều khả năng Coinbase và cả Binance sẽ bị thâu tóm hoặc là xả thịt thành từng mảnh bởi các thế lực tranh năng khác nhau. Ngoài ra thì hành động của SEC với hai sàn cũng có thể gây tổn hại cho các sàn giao dịch khác tại đất Mỹ như là Kraken, Robinhood, khiến cho họ phải hủy niêm yết nhiều mã thông báo đã bị SEC gọi tên. Khi đánh hai anh lớn nhất của thế giới crypto, thì SEC cũng đã réo tên một loạt các token lớn khác như là Sol, ADA, Matic, Fuel, Atom, Sun, Mana, BNB, BUSD, Ongo, AXS, Flow, ICP, Near, VGX, Dash hay là cả Neso. Hay nếu nên
đến giờ phút này cũng chỉ có Bitcoin là chân ái và Seth chưa dám đụng tới. Có vẻ như là Seth muốn tuyên chiến với cả ngành crypto và muốn trở thành soái ca của ngành. Liệu cộng đồng crypto có để yên cho Gary Gensler cân hết cả thiên hạ hay là không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì các anh lớn đã cây mũi trước sự hóng hách của Seth và sẽ liên thủ lại để bảo vệ ngành. Coinbase thì cũng đã tỏ rõ thái độ là không loại bỏ chương trình staking của mình và cũng không hủy niêm yết những token mà Seth cho là chứng khoán và chiến đấu tới cùng. Binance thì phản ứng mềm mỏng hơn, hẹn Seth sẽ tái ngộ tại tòa. Nhưng một số anh lớn khác trong lòng crypto chắc chắn sẽ liên kết lại với nhau để bảo vệ nồi cơm của mình. Tỷ phú Mark Cuban lên Twitter và nói rằng không ai tin tưởng Seth vì Seth chỉ thích kiện tụng hơn là cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp crypto như Coinbase. Tương tự thì sàn Robinhood cáo buộc rằng họ đã tốn tới 16 tháng để đăng ký nhưng không nhận được bất kỳ hướng dẫn nào từ Seth. Nhà báo Adam Cochran thì châm biếm rằng là khi chính phủ Hoa Kỳ bán crypto bị tịch thu, họ đã sử dụng Coinbase. Nhưng nếu theo Seth thì chính phủ Hoa Kỳ đang sử dụng một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký và bất hợp pháp. Nhiều người nói rằng là Gary Gensler đánh Binance và Coinbase là mang ý đồ chính trị. Và mặc dù chủ tịch Seth là Gary Gensler thuộc bên thắng cuộc ở phe dân chủ của Tổng thống Joe Biden, tuy nhiên Hạ viện lại do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Chính vì vậy, hiện nay khi mà dư luận crypto đang gấp rút được Quốc hội thông qua với quyền hạn quản lý thị trường crypto chủ yếu được trao cho CFTC thay vì giao cho Seth, thì rõ là Gary Gensler có nguy cơ thất thế. Do vậy, nhiều người nói rằng trong khi quyền lực còn trong tay, thì Gary Gensler muốn đánh mẹ lớn lần cuối cùng để upshot cùng lúc cả hai sàn giao dịch lớn nhất nhì thế giới. Ngọn nến trước khi tắt bao giờ cũng muốn bùng lên dữ dội. Đúng là vậy. Và không chỉ dừng lại ở đó thì Seth còn lôi kéo và liên kết với 10 tiểu bang khác để mà tạo nên cuộc tấn công toàn diện chống lại Coinbase. Không chỉ vậy, Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đã đệ trình yêu cầu Coinbase là chấm dứt và kiềm chế việc cung cấp và bán thêm chứng khoán ở California. Còn bang Maryland đã ra lệnh cho Coinbase phải dừng và hủy bỏ việc cung cấp các dịch vụ. Các tiểu bang khác bao gồm có Illinois, Kentucky, Maryland, New Jersey, South Carolina, Vermont, Washington và Wisconsin cũng đã tham gia vào chống lại Coinbase. Cũng có người nói rằng là do Coinbase cùng Robinhood và CFTC ra điều trần tại Quốc hội để thảo luận nội dung cho dự luật crypto, nhưng Seth lại không có trong thành phần tham dự. Đúng vậy, hợp bàn nội dung quan trọng thế mà gạt Seth ra rìa thì làm sao mà Gary Gensler chịu được. Chính vì vậy, Gensler mới nổi máu điên lên kiện vung tất cả các sàn lớn nhất để cho Quốc hội thấy nhé. Là cậu đây mới là người có vai trò nhất, mới là người cần được lắng nghe nhất. Thảo luận về crypto mà không có cậu thì làm sao mà được. Cũng có ý kiến nói rằng là Gary Gensler là người chẳng ra gì. Trước xin làm cố vấn cho Binance không trôi nên giờ phá thối. Một số luật sư của Binance tiết lộ rằng, hồi 2019 khi còn là giảng viên tại MIT thì Gensler đã đề nghị trở thành cố vấn cho Binance đã ăn trưa cùng CZ tại Nhật Bản. Tuy việc không thành, nhưng sau này thì vẫn làm cố vấn không chính thức cho Binance kể cả khi đã lên làm chủ tịch Seth. Chính vì vậy mà các luật sư đã tố rằng Gensler đã lợi dụng việc kết thân với CZ để tiếp cận và thu thập tin tức để giờ đây cắn lại Binance. Nhiều chính trị gia của Mỹ cũng đã không ưa gì việc Gensler đàn áp thị trường này. Thượng nghị sĩ là Bill Hagerty đã lên tiếng chỉ trích Seth đang vũ khí hóa vai trò của họ để giết chết một ngành công nghiệp. Việc cho phép một công ty niêm yết công khai và sau đó cản trở nỗ lực đăng ký của họ là điều không thể biện hộ được. Chính quyền Biden muốn đập tan sự đổi mới của thị trường để mở đường cho CBDC. Điều này sẽ cho phép chính phủ liên bang có thể quản lý tất cả đời sống tài chính của người dân. Thượng nghị sĩ là Cynthia Loomis thì cho rằng Seth đã thất bại trong việc cung cấp phương tiện để các sàn giao dịch đăng ký và tệ hơn nữa là đã không cung cấp hướng dẫn pháp lý đầy đủ về sự khác biệt giữa hàng hóa và chứng khoán. Dân biểu Richie Torres, bang New York thì lên án rằng hành động pháp lý mới nhất của Seth với Coinbase đã thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn đối với Quốc hội khi mà chúng tôi đang trong quá trình phát triển khuôn khổ quy định về crypto. Tóm lại, việc Seth tấn công các sàn giao dịch lớn nhất nhì thế giới có thể là trùm cuối, nhưng điều đó không có nghĩa là các sóng gió với thị trường này đã qua đi. Một điều chắc chắn rằng, nếu những ông lớn này có sập tiệm đi nữa thì thị trường này vẫn còn đó. Ông lớn này chết đi sẽ lại có ông lớn khác lên thay, để giành lấy miếng bánh ngon về mình. Tuy nhiên, ở góc độ nhà đầu tư cá nhân thì anh em hãy luôn cẩn trọng với đồng tiền của mình, và đừng để tất cả các tài sản trên sàn.
kể cả khách sạn lớn. Để lỡ may, các ông sàn ấy có chết đi cũng không cuốn theo tài sản mồ hôi, nước mắt của mình xuống mộ. Ok, làm bài thơ. Kẻ mạnh dùng quyền đánh tả tơi, tan đàn xẻ nghé khắp muôn nơi, dân đen cúm rúm ngồi run sợ, cá mập thông dong hứng chực mồi. Nghị sĩ bực mình la xối xả, doanh nhân ấm mức kiện tơi bời.